Khách sạn Đà Lạt Prince, tòa lâu đài quyến rũ níu chân bao du khách. Tòa lạc trên đường Quang Trung, một trong những con đường đẹp nhất Đà Lạt, khách sạn Đà Lạt Prince hiện lên như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, đem đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất cho du khách. Được lấy cảm hứng từ Thái tử Bảo Long, vị hoàng thái tử cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam và phong cách kiến trúc Indochine chủ đạo, khách sạn Đà Lạt Prince trở nên hiện đại, tinh tế, cùng sự quyến rũ của nét hoài cổ thời nhà Nguyễn xa xưa trong từng chi tiết. Đà Lạt Prince sở hữu 48 phòng nghỉ được chăm chút tỉ mỉ trong từng thiết kế để mang đến cho du khách một không gian đậm chất nghệ thuật. Hệ thống phòng được chia làm 5 loại, có diện tích 23m2 đến 70m2, được thiết kế tỉ mỉ dựa theo những phong cách khác nhau cùng với những tiện nghi sang trọng phù hợp cho mọi yêu cầu nghỉ dưỡng. Đầu tiên, hạng phòng Superior. Với không gian 23m2, căn phòng mang đậm phong cách Indochine cùng gam màu xanh ngọc bích kết hợp đồ nội thất trang trí hiện đại. Phòng được bố trí một giường đôi lớn hoặc hai giường đơn có sức chứa cho hai khách lưu trú. Ngoài ra, ngay tại căn phòng, du khách sẽ có cơ hội ngắm view thành phố Đà Lạt sôi động. Đà Lạt Prince Hotel còn cung cấp hạng Deluxe, căn phòng hoàn hảo cho du khách đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng cùng gia đình. Đây là hạng phòng duy nhất có phòng thống nhau với tổng 30m2, bao gồm giường đôi hoặc giường king, chứa tối đa 2-4 khách. Sở hữu diện tích tương tự Deluxe, nhưng Premier Deluxe có thêm không gian ban công rộng rãi, thoáng mát với tầm nhìn hướng thành phố cực chill. Căn phòng bao gồm một giường đôi hoặc hai giường đơn, phù hợp từ 2-4 người lưu trú. Nằm trên tầng 4, tầng 5 của khách sạn, phòng Executive Suite rộng 60m2 được biên hóa từ phong cách Indochine kết hợp văn hóa Đông Tây, tạo nên nét độc đáo vốn có của riêng khách sạn. Phòng có một giường king size, phòng tắm lớn và một ban công cực rộng nhìn ra những bức tranh, khung cảnh đầy màu sắc ở Đà Lạt. Cuối cùng, hạng phòng cao cấp nhất khách sạn Prince Suite với diện tích 70m2, hạng phòng này bao gồm phòng ngủ rộng rãi với cửa sổ ngập tràn ánh nắng và ghế dài đọc sách. Phòng ăn kết nối với phòng khách, mang lại sự tiện nghi cho căn phòng. Phòng ngủ được thiết kế một giường king size, view hướng ra thành phố xinh đẹp. Bên cạnh những căn phòng đẳng cấp, Prince Hotel sẽ mang đến cho quý khách một hành trình vượt thời gian và chạm đến mọi cung bậc cảm xúc qua nhiều dịch vụ tiện ích khác nhau. Đầu tiên, không thể không nhắc đến ẩm thực tại đây. Mỗi nhà hàng và quầy bar của khách sạn Đà Lạt Prince đều có thiết kế riêng biệt với không gian mang tính cách riêng. Quý khách có thể bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng thịnh soạn tại nhà hàng Nest Art hoặc yêu cầu được dùng bữa trưa đẳng cấp tại phòng ăn VIP và cùng ngắm nhìn hoàng hôn Đà Lạt mộng mơ tại Sky Bistro. Tất cả sẽ mang đến một trải nghiệm ẩm thực phong phú và đặc sắc cho quý khách. Prince Hotel sở hữu một hệ thống phòng hội nghị đẳng cấp được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại. Quý khách có thể biến sự kiện của mình thành những khoảnh khắc khó quên. Lấy cảm hứng từ chính sự lãng mạn vốn có của Đà Lạt, nhà hàng tiệc cưới của Prince Hotel có diện tích 150m2, kết hợp tuyệt vời giữa tông màu trầm cùng những ánh đèn vàng ấm áp sẽ làm đám cưới của bạn thêm phần lung linh huyền ảo. Bên cạnh đó, khách sạn Đà Lạt Prince còn có những dịch vụ khác như spa trầm hương, nơi có thể giúp bạn thư giãn, tái tạo lại năng lượng từ các chuyên viên giàu kinh nghiệm. Phòng trà cũng là một trong những dịch vụ độc đáo tại đây, được thiết kế rất sang trọng cùng với thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại. Bạn nghĩ thế nào về chuyến đi đến khách sạn Đà Lạt Prince? Hãy bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của bản thân nhé! Đừng quên ấn like và subscribe để xem thêm những video thú vị về trải nghiệm du lịch của Tico Travel nhé!